Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chuyên năng lượng Phật tử. Tới hôm nay ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Dần, ban tổ chức Hoằng Pháp và Tỉnh Tây Nguyên được cung đón Đại Đức Thích Quảng Phước, Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật Giáo trụ trì tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Chư Sê. Đáp lời kiện thỉnh của ban tổ chức, Đại Đức Giảng Sư sẽ đến với hội chúng chủ đề hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Giờ này đã đến giờ nghe pháp, hướng về Đại Đức Giảng Sư. Xin cùng thỉnh Đại Đức Giảng Sư khởi niệm danh hiệu Bổn Sư và khai pháp âm cho nam nữ để tâm chuyên pháp bảo. Xin thành kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật thỉnh tòa giác phổ có nói gì trước không? Một mặt kính bạch Đại Đức Giảng Sư, thời gian trước Tết thì hội chúng có 30 phút tụng kinh và 90 phút nghe pháp. Thì bắt đầu từ hôm nay xin được xin phép các vị giảng sư cho chúng chúng 30 phút ngồi thiền, và hết 30 phút ngồi thiền từ 7 giờ cho tới 7 giờ 30 sau đó nghe pháp. Đây là một chút thay đổi để có sự thực hành về pháp thiền mà Đức Phật đã dạy. Và hôm nay với hạnh nguyện độ tha từ Đại Đức Thích Quảng Phước, một trong những vị giảng sư có uy tín ở tỉnh Gia Lai. Và cũng thưa với các Phật tử, Đại Đức Quảng Phước là bạn học với sư phổ, tốt nghiệp tiến sĩ năm 2012 về tỉnh Gia Lai, đảm nhận cái vai trò là phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp và trụ trì chùa Mỹ Thạch ở huyện Chư Sê. Từ năm 2012 đến hôm nay, với tinh thần hoằng hóa độ sanh, Đại Đức đã tích cực đi vào các cái vùng sâu vùng xa và mỗi xã trong huyện Chư Sê ngày nay đã có tới 5 ngôi chùa do tông hoằng hóa của Đại Đức Thích Quảng Phước đã xây dựng được 5 ngôi chùa ở xung quanh huyện Chư Sê dành cho đạo tràng các Phật tử tu tập. Xin mời các Phật tử nở một nụ cười tươi chúc mừng năm mới với cái sự hoan hỷ trong công tác hoằng pháp của Đức Đại Đức Thích Quảng Phước. Và mới đây nhất là ngày 17 tháng Giêng, Đại Đức Quảng Phước nhận được một cái quyết định công nhận là cơ sở trực thuộc là một cái ngôi đạo tràng mới tên là chùa Phước Quang. Đây là một cái ngôi chùa mới nhất trong năm Nhâm Dần được có quyết định vào ngày 17 tháng Giêng. Xin mời toàn thể đại chúng nở thêm một nụ cười tươi chúc mừng Đại Đức Thích Quảng Phước. Và giờ này đại chúng đã lắng lòng ăn nghe pháp, xin kính thỉnh Đại Đức Quảng Phước ban pháp âm cho nam nữ Phật tử. Một Phật thỉnh kính cùng thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giác Phổ, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong room Phật Pháp buổi tối hôm nay. Hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Dần, được theo sự phân công của Ban Hoằng Pháp của các tỉnh Tây Nguyên, thì quý thầy có cái buổi sinh hoạt Phật Pháp đầu năm trong năm Nhâm Dần
cùng với Phật tử. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đến với trong Phật pháp của chúng ta thì người con Phật của chúng ta khi về chùa, chúng ta biết rằng là Đức Phật thì có hằng hà sa số chư Phật. Đến với các Đức Bồ Tát thì chúng ta cũng có hằng hà sa số các Đức Bồ Tát. Mỗi ngày là một hạnh nguyện riêng để mà cứu độ chúng sinh. Và Đức Phật thì cũng có vô lượng vô biên. Chẳng hạn như mình thường có về chùa thì luôn luôn có đức tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, rồi tượng Đức Phật A Di Đà, rồi Đức Phật Dược Sư hay Đức Phật Di Lặc, gọi là hằng hà sa số chư Phật. Rất nhiều các Đức Phật. Vì chúng sanh rất là nhiều căn bệnh, rất nhiều phiền não, cho nên quý ngài cũng tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo cái chủng tánh chủng loại để mà thích ứng, để mà chỉ dạy cứu độ chúng sinh. Các Đức Bồ Tát cũng rất là nhiều như thế. Khi các Phật tử chúng ta về chùa thì có rất nhiều các Đức Bồ Tát, như là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Bồ Tát Địa Tạng, Đức Đại Trí Văn Thù, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền, vân vân, cũng hằng hà sa số các Đức Bồ Tát. Và đến với các chùa thì các Phật tử chúng ta thường để ý rằng là trong các chùa hiện nay có hai Đức Bồ Tát mà được các chùa mà thờ phụng nhiều nhất, đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi chúng ta đến về chùa thì thấy các hạnh nguyện, các hình của quý ngài, các pho tượng của ngài, thì chúng ta biết được hạnh nguyện của quý ngài, biết được công năng tu tập của quý ngài, thì chúng ta cái sự tu tập rất là tốt và nó tăng trưởng lợi ích công đức trong đời này cũng giống như vô lượng kiếp về sau. Thưa các Phật tử, khi mà chúng ta đến với hiện nay thì nhất là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát từ đất nước Ấn Độ mênh mông, là một trong những cái dân số đông nhất thế giới, cho tới đất nước Trung Hoa là có dân số đông bậc nhất thế giới, cho đến những quốc gia mà cao nhất thế giới như là quốc gia Tây Tạng cũng thờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ấn Độ ngày xa xưa, từ những cái trung tâm lớn của Phật giáo ngày xa xưa, hiện nay ở tại nơi đất nước Ấn Độ thì có hai cái động, cái hang động rất là nổi tiếng của ngày xưa đó lại. Ở nơi đó có rất là nhiều hình tượng của Đức Phật Bồ Tát, trong đó có hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là cái động Ashanta và Ellora, cũng rất là nổi tiếng. Khi mà các Phật tử đi đến đất nước Ấn Độ mà chiêm bái Phật tích ấy, thì ngoài khi mà chiêm bái được tứ động tâm rồi, thì chúng ta đến đất nước Ấn Độ những cái lần sau có dịp ấy, thì chúng ta nên đi vào khu vực của Nam Ấn Độ, có những cái động Ashanta, động Ellora vân vân. Và những cái hang động đó có hình tượng của Đức Phật Bồ Tát, trong đó có hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý thầy nói như thế để giới thiệu cho các Phật tử chúng ta biết. Có nhiều người, người ta chưa nghiên cứu nhiều, ta chưa thấy hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hay là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở Đức Ấn Độ, cho nên người ta nói là không có, thì do người ta không có biết. Mà khi nghiên cứu về Phật pháp, đặc biệt tu tập cho đến đất nước Trung Quốc, khi mà đến với Trung Quốc á, thì các Phật tử chúng ta biết ở đất nước Ấn Độ thì có bốn cái vị trí thiêng liêng được gọi là tứ động tâm. Tứ động tâm tức là bốn cái vị trí mà khi đó chúng ta đến nơi đó, mà người con Phật đến nơi đó bằng tất cả cái tấm lòng của mình chiêm bái tu tập, thì cái tâm hồn của mình rung động, được gọi là động tâm, tứ động tâm, cả thân và tâm. Nhiều khi trong kinh điển dạy mô tả là lông tóc dựng ngược. Và nơi đó đã từng ra diễn ra những cái sự kiện hết sức là quan trọng, chấn động cả quả địa cầu, cả về không gian, cả về thời gian và cả về tâm thức, cho nên gọi là tứ động tâm. Đó là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật chứng đắc vô thượng Bồ Đề, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở tại nước Ba La Nại trong vườn Lộc Uyển, và nơi Đức Phật đã nhập niết bàn tại thành Kautina Kushinaga ở trong đường Ta La Sông Thọ. Đó là được gọi là bốn địa danh hết sức là thiêng liêng trong Phật giáo, được gọi là tứ động tâm. Và đất nước Ấn Độ được mệnh danh là đất nước rất là rộng lớn,
một trong những quốc gia có diện tích rộng lớn nhất thế giới và một trong quốc gia có dân số đông nhất thế giới, cụ thể là đứng nhì thế giới. Bước sang quốc gia thứ hai đó là quốc gia Trung Quốc thì có dân số đại lục địa Trung Hoa có dân số đông nhất thế giới và cũng là một trong những cái quốc gia có diện tích rộng lớn nhất thế giới, dân số đông nhất thế giới. Và nơi đó có bốn cái ngọn núi thiêng liêng được tên là Tứ Đại Danh Sơn. Tứ Đại Danh Sơn tức là bốn cái ngọn núi hết sức là thiêng liêng của đất nước Trung Quốc. Mà ngày nay không những là người Trung Hoa 1.400.000.000 người, mà gần như mọi người ở trên thế giới mà khi mà tìm về, người ta đến du lịch, cả về du lịch bình thường cho đến du lịch tâm linh, người ta thường tìm đến bốn cái ngọn núi thiêng liêng này. Một là ngọn núi Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn được gọi là Hải Thiên Phật Quốc, là nơi đó được mệnh danh là trú xứ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái ngọn núi thứ hai là nổi tiếng của đất nước Trung Hoa và trên thế giới, đó là cái ngọn núi Cửu Hoa Sơn. Ai mà xem phim bộ hay là đọc về lịch sử về của Kim Dung hay là nghiên cứu về ở trên thế giới các ngọn núi nổi tiếng thì sẽ thấy có cái ngọn núi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn được gọi là mệnh danh là trú xứ của Bồ Tát Địa Tạng, nơi ngài đã hóa thân tu tập và chứng đắc ở nơi đó. Cho nên cái ngọn núi Cửu Hoa này, Cửu Hoa Sơn này bây giờ trở thành một cái địa tràng, cái từ ngày xa xưa, từ thế kỷ thứ 7 trở đi đã trở thành cái đạo tràng rất là nổi tiếng của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương tu tập chứng đắc hóa độ cứu độ chúng sanh và nổi tiếng cho đến ngày nay. Ngoài ra còn có hai ngọn núi nữa, chẳng hạn như là Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn được mệnh danh được là nơi đó là trú xứ tu tập của Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Ngũ Đài Sơn thì là nơi đó được gọi là cái ngọn núi Ngũ Đài, là cái nơi đó được gọi là cái trú xứ tu tập của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Ngày nay các Phật tử nào mà khi mà nghiên cứu về Phật pháp tu tập thì chúng ta chỉ cần đánh Tứ Đại Danh Sơn hay lãnh Cửu Hoa Sơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đạo tràng tu tập của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương. Quốc gia đầu tiên là quốc gia Ấn Độ, quốc gia thứ hai đó là nước Trung Hoa, cho đến cái quốc gia mà có được xem là cái nóc nhà của thế giới ngày nay cũng trực thuộc bên đất nước của Trung Hoa, đó là Tây Tạng. Tây Tạng ở nơi đó thì cũng hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được thờ phụng trong những hình thức mà các Phật tử nào nghiên cứu tu tập về Phật pháp, về Kim Cương Thừa hay là Mật Tông, ai mà nghiên cứu tìm hiểu về Mandala được gọi là Mạng Đà La của Mật Tông Phật giáo Tây Tạng, thì trong đó chúng ta sẽ thấy từ trung ương có Đức Phật, ở chính giữa thì có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ở các Đông Tây Nam Bắc thì có các Đức Phật A Di Đà, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và đến những cái vùng đất quốc gia chẳng hạn như là Nhật Bản, đặc biệt mà đất quốc gia Nhật Bản thì người ta thờ hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hết sức là chí thành, chí kính, đặc biệt là trong cái hành nguyện độ sanh của Ngài đối với những cái chúng sanh, đặc biệt là những cái chúng sanh mà xúc xảo tảo thương tha nhi, thì đất nước Địa Tạng, đất nước Phù Tang của xứ sở Hoa Anh Đào của đất nước Nhật Bản thờ hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hết sức là trang nghiêm, thành kính và rất là nổi tiếng. Hay là chúng ta đến với đất nước của xứ sở của Kim Chi, Hàn Quốc, Nam Hàn, Bắc Hàn, v.v. và đặc biệt đó là đất nước Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta thấy hình tượng của Đức Địa Tạng Vương thì được thờ phụng gần như là khắp mọi nơi. Khi tôi vô gần như các cái chánh điện hiện nay, trong các cái chánh điện Đại Hùng Bửu Điện, những cái trung tâm mà tu tập thì chúng ta đến với các chùa hiện nay ở đất nước Việt Nam thì gần như là chính giữa là thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, hai bên á là thờ, một bên là thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một bên là thờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chẳng hạn như trên Đắk Lắk, các Phật tử mà ở trên Đắk Lắk thì chúng ta biết ở tại nơi cái chính điện của ngôi chùa mà trung tâm chùa Khải Đoan, thì ở nơi chính giữa là Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật A Di Đà, hai bên á thì trên đó hình như thờ là bốn ngài Bồ Tát nổi tiếng ở trong Phật giáo, đó là Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, hình tượng của ngài là cầm một cái cây, cái kiếm, cái gươm. Rồi một bên nữa thì thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hai bên kia thì thờ một bên Đại Thế Chí Bồ Tát và Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
là tứ bốn vị Bồ Tát nói tiếng hành nguyện tu tập rất là tốt, mà người con Phật luôn luôn học hỏi tu tập trên cái tiến trình mà tu nhân học Phật hành nguyện độ sanh. Cho nên trong cái buổi mà sinh hoạt Phật pháp hôm nay thì thay mặt cho chư tôn đức thì quý thầy cũng sẽ cùng với các Phật tử sẽ tìm hiểu về cái hành nguyện công hạnh của Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương A Di Đà Phật. Các Phật tử trong đưa mình nghe được rõ mà. Dạ, mô Phật nghe rõ, bạch đại đức. À. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Khi mà đến với tìm hiểu về hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì công hạnh của Ngài cũng được xem là một trong những cái công hạnh hết sức là lớn lao, mà gần như các cái Đức Bồ Tát khác hay là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát khác ít có thể so sánh bằng Ngài. Hạnh nguyện mà Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phát ra đó, mà nổi tiếng ở trong các kinh điển, đặc biệt nhất là có một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức Tôn Kinh, thì thường trong các chùa thường thọ trì, đặc biệt là trong những các cái tuần thất hay là những cái lúc mà cái dịp mà những cái người thân của mình đau nặng sắp qua đời, và hay là trong khi mà đã qua đời rồi, trong các cái tuần thất, từ sơ thất, trai tuần, nhị thất, tam thất, tứ thất tới trung thất, trai tuần, thì thường là thọ trì được cái bộ kinh Địa Tạng này. Thì ngay cả cái tựa đề bản kinh đó, thì đề cái hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phát ra đó, thì Ngài gọi là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Ngài có hai cái câu hành nguyện của Ngài, đại nguyện. Nếu mà chúng ta niệm đủ danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là Chí Tâm Đảnh Lễ hay là Nam Mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài. Nam Mô tức là chúng ta đảnh lễ, chí thành, chí kính, quy y, quy ngưỡng, kính lại. Đại Thánh là trong các cái vị thánh nhân đó, là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát được xem là cái vị thánh hết sức là lớn, gọi là Đại Thánh. Đại nguyện là cái Ngài, cái hạnh nguyện Ngài hết sức là lớn lao, nhiều khi các Đức Bồ Tát khác ít có thể so sánh bằng. Ngài phát nguyện đó, là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là Ngài phát nguyện rằng Ngài khi mà trong quá trình tu tập, Ngài phát nguyện rằng tất cả chúng sanh, Ngài phải phát nguyện Ngài độ hết, thì lúc bây giờ Ngài mới chứng đắc được Phật quả. Chúng sanh độ tận, cứ Ngài độ hết chúng sanh, phương chứng Bồ Đề. Tức là chừng nào mà Ngài độ hết chúng sanh thì Ngài mới chứng đắc được cái quả Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ, Bồ Đi. Bồ Đi là Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác ngộ, là thành Phật, là giải thoát, là niết bàn. Một cái nguyện thức mà cái câu, hai cái câu phát nguyện của Ngài là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, nghĩa là chừng nào Ngài độ hết tất cả chúng sanh thì Ngài mới chứng được thành Phật. Và một câu nữa của Ngài phát nguyện đó là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là Ngài phát nguyện rằng chừng nào mà chúng, những cái chúng sanh khổ đau nhất ở trong cái cảnh giới khổ đau nhất, ở trong cảnh giới cực khổ nhất, đó là cảnh giới của địa ngục, mà không còn chúng sanh nữa, không còn những chúng sanh đau khổ luân hồi nữa, thì Ngài mới gọi là mới chịu thành Phật. Địa ngục vị không, tức là nếu mà địa ngục nó chưa hết người, chưa trống, vị không tức là chưa trống, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Ngài phát nguyện nếu mà địa ngục nó chưa hết chúng sanh, chưa hết người, chưa trống trơn đó, thì Ngài không có thành Phật. Nghĩa là còn một chúng sanh Ngài đã độ. Cho nên nếu mà căn cứ theo hành nguyện của Ngài thì cái đại nguyện đó thì gần như là tất cả các cái hành nguyện của các Đức Bồ Tát khác trong vấn đề độ sanh thì không bằng Ngài. Ngài độ tận đến một chúng sanh cuối cùng, nghĩa là tất cả, gần như tất cả mọi người đều đã thành Phật, tất cả chúng sanh đều thành Phật, thì cuối cùng Ngài mới thành Phật. Đó là cái hành nguyện rất là to lớn của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Người con Phật, mà đặc biệt trong các cái chùa hiện nay á, chư các cái chư tôn đức hay thậm chí mà các chú tiểu mà trong chùa, mà các cái truyền thống mà tụng kinh thọ trì, ai mà thọ trì bộ kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta thấy cứ mỗi buổi sáng mà các cái chư tôn quý thầy thọ trì cái bài bài thần chú Lăng Nghiêm, thì có cái tựa Lăng Nghiêm
là phát, luôn luôn là phát, luôn luôn là phát nguyện, ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Cái bài tựa Lăng Nghiêm nó có một cái những cái câu như là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ no hòn, đại hùng đại lực đại từ bi, năng cứ thẩm trì vi tử hạch, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo trà tràng, thú nhã đa tánh khả tiêu vong, thước kara tâm vô đồng chuyển. Tức là người con Phật mà mỗi buổi sáng thông thường trong các cái chùa mà thường mà thọ trì kinh kinh thần chú Lăng Nghiêm, cái bài tựa Lăng Nghiêm, là con phát nguyện rằng trong cái đời ngũ trược ác thế thể tiên nhập, hạnh nguyện lý tưởng của một người tu tập Bồ Tát Đại Thừa là dấn thân đi vào đời. Đó gọi là, mà Hòa Thượng Nhất Hạnh được gọi là Engage Buddhism, Phật giáo đi vào dòng đời. Người con Phật mỗi một buổi sáng mà thọ trì cái bài tựa Lăng Nghiêm, hay thọ trì cái kinh Lăng Nghiêm, luôn luôn đọc cái bài tựa kinh Lăng Nghiêm đó. Tức là cái đời ngũ trược ác thế, cảnh giới ta bà này, con thọ đi vào trước, như nhất chúng sanh vị thành Phật, là học theo hành nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thử nơ hòn, là con nếu mà có một chúng sanh chưa thành Phật, chưa được giải thoát, thì con nguyện rằng con cũng không có đi vào niết bàn, nê hòn, tức là niết bàn, là giải thoát, là giác ngộ, là thành Phật. Đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hạch, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, cầu nguyện cho là cho chúng con sớm lên được cái đài vô thượng giác, ư thập phương giới tỏa đạo tràng. Đó là những cái câu kệ trong cái thần chú Lăng Nghiêm, bài tựa kinh Lăng Nghiêm mà người con Phật mà tu tập, nhất là những cái người mà tu tập xuất gia, thì thường phát nguyện. Cái hành nguyện đó cũng giống như hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong các kinh điển hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta đó, thì và các nơi trên thế giới, các cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, thì những cái bộ kinh mà thọ trì nhiều nhất là phải là những cái bộ kinh từ những bộ kinh A Di Đà của hành giả thọ trì theo Tịnh Độ Tông, và đến cái bộ kinh được thọ trì hàng đứng hàng thứ hai thì phải nói là cái bộ kinh Địa Tạng. Gần như trong các chùa, đặc biệt là trong cái dịp tháng 7 Vu Lan, Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương, là cái ngày lễ vía của Ngài là vào ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Nếu mà tháng thiếu thì là ngày 29. Trong đề cập tới cái hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương thì ở trong kinh cũng có đề cập rất là nhiều, đặc biệt là cái bộ kinh Đại Thừa Địa Tạng Bồ Tát, Bổn Nguyện Tôn Kinh. Bồ Tát Địa Tạng là một trong những Bồ Tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh trong cái cảnh giới ta bà này. Ngài là vị Bồ Tát được Đức Phật giao phó trọng trách là làm giáo chủ cõi ta bà trong khoảng thời gian Đức Thế Tôn nhập diệt và giữa Bồ Tát Di Lặc chưa ra đời, chưa thành Phật. Cho nên trong kinh Địa Tạng, Ngài dạy rằng trong cái phẩm là Phong Thân Tập Hội thứ hai, Đức Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn đã có lời phó chúc như thế này: Này Địa Tạng, phải ghi nhớ, hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi, trong đại hội có tất cả chư Phật trời rồng bát bộ, nhiều đến trăm ngàn muôn ức không thể nói, người trời cùng các chúng sanh chưa ra khỏi cảnh giới tam giới và còn ở trong nhà lửa, thì giao phó cho ông chớ đỡ cho các chúng sinh đó rơi vào đường ác, cho dù là một ngày một đêm. Đó là cái lời dạy của Đức Phật đã thọ ký chỉ dạy cho Đức Địa Tạng Bồ Vương Bồ Tát, phó chúc cho Ngài trong cái thời gian sau này thì phải độ tất cả các chúng sanh. Vậy là chính cái lời dạy đó, cái lời hiền ký trong đó mà đã xác lập được cái vị trí, cũng giống như cái niềm tin vững chắc của Đức Phật đối với Đức Bồ Tát Địa Tạng. Bởi Phật biết rằng trong cái giai đoạn mà tiền Phật hậu Phật này, khi mà Phật Pháp ngày càng suy vong, chúng sanh can cường khó độ, thì chỉ có đại bi tâm, nguyện lực kiên cố như là Bồ Tát Địa Tạng thời mới có thọ kham lãnh nổi cái việc giáo hóa độ chúng sinh. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là Nam Mô Đại Hạnh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa là đất, Tạng là kho tàng, Ngài cũng giống như là một kho tàng để mà
chứa nhóm tất cả những cái châu báu, những cái điều tốt lành ở trong trong tâm thức của mọi người để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên chính vì vậy mà cái hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được tôn thờ rất trang nghiêm ở trong các chùa ở Việt Nam, cũng giống như các nơi trên thế giới. Ngài là hiện thân của cứu nạn và cứu khổ cho chúng sanh ở những cảnh giới đau khổ nhất như là cảnh giới của địa ngục. Chính vì vậy mà trong các chánh điện, ở trong các chùa thì tôn trí tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Thông thường hiện nay phần lớn các chùa mình để ý là chính giữa là tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Bên tay phải của mình nhìn vô thì thông thường Đức, cái hình tượng của Đức Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở bên tay trái của mình mà nhìn vô đó là Đức Địa Tạng Vương. Còn nếu mà chúng ta ngược lại thì nhìn từ ở trong nhìn ra, bên tay phải của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thường là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên tay trái của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên Đức người mà người những cái gia đình Phật tử mà thường sinh hoạt có ba cái đức tánh để mà nương vào đó, ba cái công năng, ba cái đức tánh để mà nương vào đó tu tập, đó là đức tánh bi, trí và dũng. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca được gọi là phước trí nhị nghiêm, thì tượng trưng Ngài ở chính giữa. Phước trí nhị nghiêm tức là phước đức và trí tuệ đầy đủ, được gọi là trí tuệ. Còn bi tức là tượng trưng cho cái cánh tay từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và dũng tức là hành nguyện dũng lực, tượng trưng cho Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, được gọi là bi trí dũng, được gọi là ba cái đức tánh hết sức là quan trọng mà của cái ngành gia đình Phật tử, đại diện cho những người Phật tử mà thường tu tập, gọi là bi trí dũng. Cái sức hùng lực dũng lực của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải bình thường, mà Ngài dấn thân phát nguyện để đi vào những cảnh giới khổ đau nhất, đó là cảnh giới của địa ngục, để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên thường thì trong các chùa thì tôn trí cái tượng Đức Bổn Sư Thích Ca thì tượng trưng cho trí tuệ, Quan Âm Bồ Tát thì tượng trưng cho cái lòng từ bi, và Địa Tạng Vương Bồ Tát thì tượng trưng cho cái sức hùng dũng, đại dũng lực, bi trí dũng. Và danh từ Địa Tạng Vương cũng sẽ bắt đầu từ nơi đó. Thì chúng ta thấy rằng danh xưng của Địa Tạng thì trong các kinh tạng đều giải thích một cách rất là cụ thể để nói lên cái nguyện lực kiên cố của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh mà Địa Tạng cũng dạy rằng địa là dạy. Các Phật tử mà phần lớn mà ai mà thọ trì kinh Địa Tạng thường thường thuộc cả cái bài tựa của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thường mà thọ trì kinh Địa Tạng mình thuộc cái bài tựa, cũng giống như mình thuộc chú Đại Bi, mình thuộc chú Bát Nhã vậy đó. Người mà thọ trì kinh Địa Tạng nhiều người ta cũng thuộc, quý thầy cũng thường cũng là phải thuộc những cái đó. Tựa cái bài tựa đó là chí tâm quy mạng lễ u minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lạy Đức Đại Bi từ bi đại giáo chủ. Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Ngay trong bài tựa đó cũng có địa là dày chắc, tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa vòng vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, trời người bạch Phật nhớ gì thế, Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát đến thiên đường. Thì cái bài tựa Địa Tạng rất là dài, cũng khá là dài, nó cũng một hai trang. Thì những cái hành giả mà thọ trì kinh Địa Tạng nhiều thì ít nhiều chúng ta cũng đã thuộc cái bài tựa. Thì ngay trong cái bài tựa đó cũng đã nói lên được cái hạnh nguyện địa tức là dày chắc, địa là dày chắc. Có nhiều người tụng cái đoạn này người ta không hiểu, tức là tụng luôn thì không hiểu. Địa là dày chắc, tạng chưa đủ, thì địa là dày chắc rồi mình phải một cái tạng là chứa đủ. Tạng là kho tàng, là một cái nơi cất chứa ở trong cái tâm của con người mình. Trong Phật giáo Đức Phật chỉ dạy cái giáo lý đặc biệt duy thức học. Thì trong đó người ta bên ngoài khoa học bây giờ hiện tại là người ta nói thức thứ 6. Nhưng mà thức thứ 6 là ở trong Phật Pháp là tới 8 thức, chứ không phải thức thứ 6. Thức thứ 6 rất bình thường, khoa học chỉ phát triển tới được cái thức thứ 6 thôi. Mà trong Phật Pháp á, là có 8 thức. Thứ nhất là nhãn thức, là cái biết của con mắt. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đấy, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là 6. Ý tức là thức thứ 6.
Thức thứ bảy trong nhà Phật đó gọi là Mạt Na thức. Còn thức thứ tám là Tạng thức, còn gọi là A La Gia thức, là một kho tàng chứa nhóm tất cả những cái chủng tử trong đó, không bao giờ mất đi. Những cái hành động của mình, những cái nghiệp của mình, những cái nhân của mình đã gieo thì không bao giờ mất đi hết, nó chỉ ẩn trong đó thôi, không bao giờ mất đi. Đó là một kho tàng nằm giữ nó, mà chúng ta khi nào chúng ta phát hiện được ra thì chúng ta người tu tập mà giác ngộ giải thoát thì mới phát hiện ra được hết tất cả những cái kho tàng đó. Giống như trong tâm thức của mình có đầy đủ những hạt giống từ bi trí tệ bác ái thương người đủ thứ mọi việc hết, nhưng mà cũng có những cái hạt giống khổ đau ở trong đó, như tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến biên kiến kiến thủ giới tâm thủ vô, rất nhiều trong đó, là một kho tàng đầy đủ trong đó. Mà người tu tập tốt thì mình chuyển những cái thức, chuyển thức thành trí, chuyển những cái hạt giống khổ đau thành những hạt giống an lạc, và trong đó là một kho tàng gọi là tạng thức, và địa tạng tức là một cái kho tàng đầy đủ ở trong đó. Cho nên địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Các Phật tử mà thọ trì cái bài tựa của kinh Địa Tạng thì chúng ta để ý chỗ này. Địa là dày chắc, địa tức là vừa dày vừa chắc, tạng là chứa đủ, chứ không phải là địa là dày là dày chắc. Có nghĩa rằng, nếu mà ta nói chứ chắc có nghĩa rằng là khi mình đọc mình hiểu sai. Địa là dày, là đất là nó hết sức là dày và cứng chắc, là địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Cho nên trong các kinh mà kinh Địa Tạng Thập Luận cũng dạy rằng: an nhẫn bất động như đại địa, vắng lặng sâu kín giống như một cái kho tàng, cho nên được gọi là Địa Tạng. Các Phật tử chúng ta khi mà thọ trì cái danh hiệu của Địa Tạng thì chúng ta hiểu về Địa Tạng có nghĩa là gì. Còn kinh mà Phương Quảng Thập Luận dạy rằng: Địa Tạng là kho báu giấu kín trong lòng đất. Tóm thâu những ý nghĩa của danh từ Địa Tạng, địa nó là đất, là nó ví dụ cho cái bản thể của chân tâm, khéo làm nơi nương tựa và nơi sinh trưởng của vạn pháp. Tạng là gì? Tạng là kho tàng, là hầm báu, là kho báu. Địa Tạng có nghĩa là trong bản thể chân tâm có chứa vô lượng báu vật của Phật pháp, có thể đem bố thí khắp, khiến chúng sinh đồng được vô lượng công đức. Cho nên tên gọi của ngài Địa Tạng cũng mang một cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc như thế. Địa cũng có nghĩa là dày, là chắc, tạng là cất chứa, là chứa đủ. Danh hiệu của ngài hàm nghĩa ý rằng ngài là đại địa bao la, nơi ẩn chứa những kho tàng quý báu, tức là thiện căn. Địa Tạng thế như là hình ảnh của một người mẹ thiên nhiên ôm ấp bảo bọc che chở tất cả muôn loài không phân biệt. Chẳng như thế mà Đức Thế Tôn đã phải tán dương công đức của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế này: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bằng, đức từ bi của ông không thể nghĩ bằng, trí tuệ của ông không thể nghĩ bằng, và biện tài của ông không thể nghĩ bằng. Các Phật tử nào mà thường thọ trì kinh Địa Tạng thì nghe những câu đó thì chúng ta thấy rất là quen, và thậm chí có nhiều người thuộc nữa. Đó là hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương. Còn ở trong kinh Địa Tạng á, thì chúng ta thấy rằng ngài có ít nhất là có 4 cái tiền thân của ngài trong quá trình trong vô thủy kiếp mà ngài đã tu tập, đã phát nguyện, đã cứu độ chúng sanh. Trong từ vô thủy kiếp mà ngài cứ liên tục cứu độ chúng sanh, đặc biệt là trong cái hành nguyện của ngài thì có 4 cái tiền thân, 4 hành nguyện hết sức là khi mà ngài đã phát tâm tu tập để mà cứu độ mọi chúng sanh. Cái hạnh nguyện thứ nhất là trong kinh Địa Tạng thường dạy hạnh nguyện thứ nhất: tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong vô lượng kiếp trước ngài từng là một cái vị trưởng giả, một vị trưởng giả. Trong cái thời quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trong tiền thân đó lúc bây giờ, trong cái đời vô lượng kiếp về trước, thì lúc bây giờ trong cái trụ thế, cái thời đó thì có Đức Phật tên là Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lúc bây giờ có một ông trưởng giả, ông ta thường đến để mà nghe pháp, cúng dường, đảnh lễ Đức Phật Như Lai này. Và một hôm ông ta thấy rằng làm sao mà thân tướng của Đức Như Lai nó tốt đẹp vô cùng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp,
Cho nên ông mới quỳ lại bạch Đức Như Lai rằng làm sao mà Ngài có cái thân tướng mà tốt đẹp, xinh đẹp, tươi tốt, siêu việt như thế. Thì Đức Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo với Trưởng Giả Tử rằng muốn chứng được cái thân tướng này thì phải trải qua vô lượng kiếp tu tập, thực hành vô lượng những cái công đức cứu độ chúng sanh thì mới có được cái hạnh nguyện, mới có được cái phước đức trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một bậc trượng phu. Thì ông ta nghe như vậy cho ông Trưởng Giả Tử đó, ông ta đứng trước, quỳ lại trước cái Đức Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai mà phát nguyện rằng từ nay, Ngài phát nguyện, ông Trưởng Giả phát nguyện rằng là từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những cái chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng sanh được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả. Thì khi mà nghe Trưởng Giả Tử, Ngài Đức Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai chỉ dạy, nói rằng muốn có được cái thân tướng tốt đẹp trang nghiêm như thế thì phải trải qua vô lượng kiếp tu tập cứu độ chúng sanh. Cho nên Ngài là ông Trưởng Giả đó, ông ở trước mặt, ông đã quỳ gói chắp tay mà hướng về Đức Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Ông ta đảnh lễ và lập cái lời thờ nguyện, phát cái hành nguyện của Ngài rằng chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thề bất thành Phật. Con thờ phát nguyện rằng từ nay đến tận đời vị lai vô cùng kiếp về sau, vì tất cả chúng sinh tội khổ ở trong sáu đường, trong những cảnh giới khổ đau, sẽ phát nguyện làm nhiều phương tiện để cho tất cả chúng sinh được giải thoát hết. Lúc bây giờ thì con mới chứng đắc được thành Phật được, rồi chứng đắc được đạo Bồ Đề. Đó là một trong cái hạnh nguyện mà siêu việt tiền thân của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương đã tu tập, đã phát nguyện ra trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Tôn Kinh có dạy mà các Phật tử thọ trì, thì khi quý thầy nhắc lại thì các Phật tử cũng nhớ. Tiền thân thứ hai mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng chỉ dạy rằng vào trong cái cách đây cũng vô lượng kiếp về trước, thì lúc bây giờ trong cái đời kiếp trước thì có Đức Phật ra đời tên là Giác Kho Định Tự Tại Vương Như Lai. Lúc bây giờ tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương là Ngài là một cái người nữ dòng dõi Bà La Môn, có rất là nhiều phước đức và oai lực. Nhưng mà mẹ của Ngài á, thì không có tin vào nhân quả tội phước, tạo rất là nhiều ác nghiệp, sau khi chết thì bị đọa vào địa ngục. Cho nên chính vì vậy là người con chí hiếu trong cái tiền thân đó, cái tiền thân thứ hai mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát chỉ dạy, lúc bây giờ trong vô lượng kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Kho Định Tự Tại Vương Như Lai. Tiền thân của Bồ Tát là một cái người nữ sinh ra trong dòng dõi Bà La Môn. Đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa chia con người chúng sanh, con người ra là bốn giai cấp. Giai cấp mà cao quý nhất là thuộc giai cấp dòng dõi Bà La Môn, thứ hai là mới sát đế lợi, thứ ba là phệ sát, và thứ tư là thú đà la. Thì là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng sinh trong một gia đình cao cấp, là dòng dõi Bà La Môn hết sức là quý phái. Nhưng mà bà mẹ của cô thiếu nữ Bà La Môn này là lại không có tin nhân quả, cũng không có tin vào tội phúc, lại mê tín những cái tà đạo, làm những cái điều thất nhân thất đức. Cho nên khi chết thì là cái người thánh nữ, cái người nữ dòng dõi Bà La Môn này, cái cô thiếu nữ này, cô biết chắc rằng mẹ mình sẽ bị đọa lạc. Cho nên cô mới ở trước Đức Giác, trong cái thời đó thờ là Đức Phật Giác Kho Định Tự Tại Vương Như Lai, thì cái người nữ này cứ thường đem tất cả những cái nhà cửa châu báu vàng bạc làm phúc đức đem bán, rồi làm phúc đức, làm điều phước thiện, rồi cúng dường trong các cái chùa tháp, các cái tu viện, các cái từ viện mà thờ Đức Phật Giác Kho Định Tự Tại Vương Như Lai. Cho nên một hôm đó là trong một cái ngôi chùa có thờ Đức Giác Kho Định Tự Tại Vương Như Lai, cái thân tướng làm cái tướng hảo rất là uy nghiêm là đẹp. Cho nên là cái thánh nữ, cái vị nữ Bà La Môn này là mới đối trước cái tượng của Ngài quỳ gối chắp tay,
mà hướng về tượng của Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai rằng là con cũng là bất hạnh sinh ra trong cái thời này, ngài quý Đức Phật chư Phật đã nhập niết bàn. Nếu mà mẹ của, nếu mà ngài mà còn trụ thế ở đời thì mà khi mà mẹ tôi mất, tôi đến bạch với ngài thì thế nào thì ngài cũng biết rõ, chỉ dạy cho mẹ tôi thắt sanh vào chỗ nào. Cho nên là nàng đã làm tất cả những cái điều tốt đẹp, bán nhà đất nhà cửa, dùng những cái châu báu vàng bạc của mình, dòng dõi rất là giàu có đó của mẹ mình chết đỡ lại đó, thì mới đem làm những cái điều phúc thiện và từ thiện cứu độ chúng sanh, giúp cho tất cả những người nghèo, người đói, người cơ nhỏ, giúp đỡ mọi người, và xây những cái, giúp cho các xây dựng ngôi chùa, làm những cái tượng, làm những tinh xá và để hồi hướng công đức cha mẹ. Thì trong một cái với lòng thành như thế, thì một hôm Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai, trong lúc mà thánh nữ đang cầu nguyện ngoài thiền, thì là Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai mới bảo rằng: mẹ của ngươi tiền thân làm rất là nhiều điều ác độc, và cho nên á là bị đọa trong những cảnh giới địa ngục như thế, rất là khổ đau. Nhưng mà nương vào công đức của ngươi đã làm, của con đã làm như thế, thì tại vì những cái tiền của đó mà mẹ của con cũng đã ăn năn hối hận khi mà đọa vào những cảnh giới khổ đau hết sức là hối hận, nhưng mà con làm được những cái điều phước thiện như thế thì bà đã nương cái công đức đó thì đã được sinh lên những cái cảnh giới của cõi trời. Cho nên khi mà nghe Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai chỉ dạy như vậy, thì cái thiếu nữ này và dòng dõi Bà La Môn này đã phát nguyện rằng: vì là một người con hết sức là chí thành chí hiếu, thương nhớ mẹ, cho nên làm vô lượng điều lành, đem công đức hồi hướng cha mẹ và cầu nguyện cho Đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức chí thành ấy mà Đức Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai đã cho biết là mẹ cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sinh về những cái cảnh giới của cung trời. Cho nên khi mà nghe được cái điều đó hết sức là hoan hỷ, thì cái cô thiếu nữ đó cũng đã đối trước Đức Phật Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến những đời vị lai về sau, những chúng sanh mắc phải những tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước để làm cho chúng đó được giải thoát. Đó là cái tiền thân thứ hai mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Đức Phật đã chỉ dạy, là cái trong cái tiền thân xa xưa là thánh nữ, là Bồ Tát Địa Tạng Vương là sinh ở trong một cái dòng dõi Bà La Môn, là một người nữ hết sức là chí thành chí hiếu. Và cho nên kinh Địa Tạng là một bản kinh để mà cứu độ cha mẹ, cứu độ song thân, cứu độ chúng sanh đầy đủ trong đó. Các Phật tử nào mà thường thọ trì kinh Địa Tạng thì chúng ta sẽ thấy đầy đủ tất cả những cái điều Đức Phật đã dạy và hành nghiệm Địa Tạng của Bồ Tát bao la vô cùng vô tận vô biên. Đó là hành nguyện thứ hai. Hành nguyện thứ ba mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã chỉ dạy tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương, thì trong cái thời đó thì ngài là một cái vị vua. Trong cách đây vô lượng hằng hà xa số về kiếp trước, thuở lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Thì lúc bấy giờ có một cái vị vua, có một ông vua, ông làm vua một cái nước nhỏ. Ông ta kết bạn với một ông vua nước lân cận. Ngày xưa là các nước này là vua, ông bây giờ là thủ tướng, là chủ tịch, là bí thư, là tổng thống. Ngày xưa là vua, nên là vua nước này nước kia. Có hai ông vua nước lân cận, một ông đó là kết bạn ông vua nước kia, mà ông ta, hai ông vua này là hết sức có cái tâm từ bi, có cái trí tuệ, mà có cái hạnh nguyện để giúp người cứu đời, hết sức là từ bi, muốn cứu độ chúng sanh. Cho nên hai cái vị vua này thì thấy chúng sanh ở trong nước mình phần lớn tạo những cái điều, làm những cái điều thất nhân thất đức mà không có biết làm điều phúc thiện tu tập. Cho nên một ông thì ông ta phát nguyện, một ông vua phát nguyện rằng: tôi thề rằng tôi sẽ sớm, làm sao mà con mong rằng con được tu tập sớm thành Phật để cứu độ chúng sanh. Còn một ông á thì là phát nguyện, một ông vua là phát nguyện rằng là tôi, con là con thờ rằng là con sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, cứu độ tất cả chúng sanh, mà khi nào chúng sanh không còn khổ đau, không còn tạo những điều ác nghiệp nữa thì con mới chịu thành Phật. Thì tiền thân của Đức, cái vị mà phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh là để mà thành Phật hết thì ngài mới chịu thành Phật.
nó là tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn cái vị vua mà phát nguyện rằng là con thờ sớm thành Phật được cứu độ chúng sanh, thì cái đức vua đó thì được gọi là ngài tên là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. À, cho nên chính vì vậy mà cái hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mà trải qua vô lượng kiếp để mà cứu độ chúng sanh. Nên vị vua hiền từ đức phát nguyện rằng là như tôi chẳng trước cứu độ những kẻ tội khổ, làm cho điều đặng an vui thì mới chứng quả Bồ Đề, thời tôi chưa chịu thành Phật, phải đổ tất cả những cái người khổ đau đó, họ được an lạc, họ được giải thoát rồi thì ngài mới chịu hưởng niết bàn, mới chịu thành Phật. Đó là hành nguyện của tiền thân Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là cái hành nguyện thứ ba, cái tiền kiếp thứ ba mà trong kinh Địa Tạng đã dạy. Tiền kiếp thứ tư là trong cái thời vô lượng kiếp, lúc bây giờ có Đức Phật ra đời tên là Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa Mục Như Lai, ngài là lúc bây giờ tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tên là một ngài là một cái thiếu nữ, cũng trong tên là Quang Mục. Thì cái tên đây được gọi là cái tiền thân thứ tư của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong cái tiền thân thứ tư của ngài sinh ra trong cái đời có Đức Phật giác kho, là ngài lúc bây giờ là sinh ra là một cái người nữ tên là Quang Mục, và trong cái thời này có Đức Phật ra đời hiệu là tên là Liên Hoa Mục Như Lai. Và mà lúc bây giờ người nữ này Quang Mục rằng á, chuyện được kể trong kinh Địa Tạng, cái câu chuyện này á, thì người nữ Quang Mục có một cái người mẹ nó hết sức là độc ác, không có tin nhân quả, không có tin tội phúc, mà là ăn các loại chúng sanh, thích ăn thịt chúng sanh, là ăn các loại cá con và trạnh con, các loại ba, các loại trứng, các loại thịt, ăn bất kể số lượng mà các loại cá con, trạnh con, các loại cá mà nhỏ đó, là mỗi một ngày ăn cái hàng là hàng vô số, giống như mỗi ngày đi chợ mua cá rổ về đó mà xào là chiên, là xào là nấu, là nướng, làm đủ thứ ăn vậy đó, chứ không ăn rau câu củ quả gì hết. Còn là ăn cá ăn thịt không, mà cứ mua mấy cái loại cá mà nó sống, mà cá con trạnh con mà về mà bó trong chảo mà cứ chiên xào cho nó nhảy chết chiên vậy, giống như bây giờ người ta ăn cá kèo vậy đó, bỏ con cá nó còn sống người ta bỏ vô, ta bỏ trong nồi nước lẩu cho nó nhảy chết ăn vậy. Nhiều người ăn rất là ăn kiểu vậy đó. Cho nên khi bà mẹ mà cứ thích ăn thịt ăn cá, mà ăn cái loại cá tươi, cứ mua cá giờ mua cá lóc cái giờ đập đầu rồi chiên rồi xào, rồi mua các loại cá con trạnh con về nấu chiên làm, ăn các loại thịt tươi sống vậy đó, thích ăn vậy mà khuyên không nghe, mà không tin nhân quả tội phúc, mà cứ làm điều thất nhân thất đức, không có tin gì hết. Cho nên đó, là khi bà đó là cái vị đó, cái thiếu nữ tên là Quang Mục đó, thì biết chắc rằng mà cô thiếu nữ này hết sức là có hiếu thương mẹ, và khi mẹ mất rồi chết rồi thì biết chắc chắn rằng mẹ mình cũng phải sẽ bị đọa. Thì trong một lần nọ đang đi trên đường thì gặp một cái người thiếu nữ đó, gặp một cái vị La Hán. La Hán là một cái vị tu tập chứng đắc được thánh quả A La Hán. A La Hán là quả vị sau Đức Bồ Tát. Trong cái thập pháp giới thì các Phật tử nhớ thập pháp giới là thế giới quan của Phật giáo. Khi mình học Phật đó thì mình nhìn vào thấy là nhân sinh quan của Phật giáo, tức là quan niệm về con người gọi là nhân sinh quan của Phật giáo. Còn khi mình học về cái thế giới, cái cảnh giới hằng hà sa số thế giới, thì mình học trong gọi là thế giới quan của Phật giáo, là quan niệm về thế giới trong Phật giáo. Thì có 10 cái cảnh giới. Thấp nhất là cảnh giới địa ngục, lên nữa thì cảnh giới của ngạ quỷ, lên nữa là cảnh giới của súc sanh, lên nữa là cảnh giới của cõi người, lên nữa thì cảnh giới của Atula, lên nữa thì cảnh giới của chư thiên, lên nữa thì cảnh giới của thinh văn, tức là của A-la-hán. A-la-hán, lên nữa là cảnh giới của Bồ-Tát, lên nữa cuối cùng thì mới cảnh giới của Đức Phật, gọi là thập pháp giới. Mà người tu á, con người của mình tu tập á, người ta sống mong cái gì? Sống là mong hai chữ bình an thế thôi. Cái chữ an nó có đầy đủ rồi. Cho nên các Phật tử về chùa là cầu an, chết thì cầu siêu. Có nhiều người thì nói, ô tôi tu tập tốt lắm, tu mà cầu siêu, cầu an gì. Nhưng mà thực chất, tất cả chư tôn thiền đức từ thời Đức Phật cũng luôn luôn cầu nguyện. Khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ai cúng dường trong ngày một bát cơm, thì ngài cũng khi mà thọ trai, ngài ngồi ở dưới một gốc cây, ngài thọ trai đem công đức đó hồi hướng cầu nguyện cho cái chính chủ đó được an lành, ngày an lành, đêm an lành.
Đó là hình thức cầu nguyện ngày xưa. Ai cũng phải cầu nguyện hết. Bây giờ chư tôn thiền đức trong quá trình qua đường đã tu tập, ăn cơm xong thì cũng hồi hướng công đức. Đó là cũng là cầu nguyện. Khi mình lên trước bàn thờ Phật, mình dâng một nén hương cũng là dâng hương, nguyện hương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, nhân lên khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Là tất cả đó là những cái lời cầu nguyện của mình. Đã là tôn giáo thì phải có cầu nguyện. Dứt khoát vậy. Nhiều người nói tu không có cầu cầu nữa, thì cái đó họ nói thôi. Nếu mà tu thì cũng mọi người tu mà không cầu nguyện, không có hồi hướng thì tu nó tráng lắm, nó có ý nghĩa gì đâu. Đức Phật Bồ Tát, tất cả chư Phật từ thời xa xưa tới bây giờ cũng vậy. Cái ngày xưa thì quý ngài cúng như thế nào? Nên một khi mà chính chủ dâng một bát cơm hay dâng một cái tấm vải cúng cho Phật hay cúng cho các vị thánh gì đó, thì quý ngài cũng chúc phúc, cũng cầu nguyện cho chính chủ đó, hồi hướng cho cái người những cái khúc mạc. Sống là mong hai chữ bình an, chết là mong hai chữ siêu thoát. Siêu là gì? Siêu tức là đi lên. Các Phật tử chúng ta nhớ, cầu siêu là cầu siêu tức là đi lên. Chữ siêu á, nó ngược với chữ đọa. Đọa là rớt hạng. Nhiều người bảo là siêu là thành Phật, thì cái đó không, nó không phải là siêu việt hoàn toàn rồi. Về cảnh giới chư Phật Bồ Tát là siêu việt hoàn toàn. Nhưng mà siêu có nghĩa là đi lên, đọa là rớt xuống. Ví dụ mình đang là một con người mà mình có phúc đức này, mình có đủ là lục căn, tắc tai mũi lưỡi thân ý thông minh, có nhà cửa xe cộ đồ, mọi chuyện cũng tương đối tốt đẹp, có tiền đồ tiêu, mọi chuyện tốt. Nhưng mà mình cái phúc đức mình nó mỏng, nó không có tốt. Cái tự nhiên khi mình chết rồi mình tái sanh lại cõi người, nhưng mà là một con người thì mắt thì lé, môi thì sức, chân thì cục, tiền thì nợ nần, trí tuệ thì không có, mình mỗi thời hoi hám, thì cái đó đã đọa rồi. Là đọa rồi. Mặc dù sinh trong cõi người nhưng mình rớt hạng là đọa. Từ đọa là từ rớt xuống. Mình đang là một con người rất là khổ cực, nghèo khổ, nhà cửa thì dột nát, thân thở thì nhiều khi bệnh đau đủ thứ, nợ nần lung tung, ông già trái chủ đủ thứ, cha con anh em họ hàng gì mà chê bai mình đủ thứ. Nhưng mà mình cũng biết tu tập một chút, cũng biết đi chùa, đi tịnh xá, đi cầu nguyện, làm phúc làm đức, thì mình tái sinh lại cái cõi người. Nhưng mình sinh trong cõi người, mình có trí tuệ, mình có thông minh, mình có nhà lầu, mình có ô tô, mình có những cái phương tiện, mọi chuyện tốt đẹp, thì cái đó mình đã siêu rồi. Siêu tức là đi lên, mà siêu chút chút. Còn là siêu lên nữa thì mới sinh lên những cảnh giới, những thiên hà, những hòn vũ, những cảnh giới của cõi trời trong cái thế giới quan của Phật giáo. Mà lên nữa thì mới sinh lên cái cảnh giới của thinh văn, lên nữa thì mới sinh về cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Chừng nào mà sinh về cảnh giới của chư Phật thành Phật Tát Tổ thì lúc bây giờ mới gọi là siêu thoát hoàn toàn. Các Phật tử phải hiểu cái từ siêu và cái từ đỏ nó như thế. Hiểu một cách tích cực như vậy thì chúng ta rất là dễ. Siêu tức là đi lên. Mình cầu siêu là cầu cho hương mình trọ, làm cái việc phúc đức gì đó, trọ cho người thân mình đi lên và bản thân của mình. Và kinh Địa Tạng chỉ dạy rất rõ ràng, khi mình làm một cái việc là mình cái người chết hưởng được một phần công đức, còn cái người sống là cái mình đang làm mình mới hưởng là 6 phần công đức. Kinh Địa Tạng chỉ dạy rất là rõ ràng lắm ở trong đó. Các Phật tử nào mà có thời gian mà thọ trì Kinh Địa Tạng thì chúng ta để ý thấy. Khi chẳng hạn mình có người thân, có cha mẹ mình hay là ông bà của mình mất qua đời, mà mình ông bà mình để lại những cái tiền bạc hay là những của báu thế này kia, hay là bản thân của mình có tiền, có hồi hướng, có di chúc lại cho mình nữa, nhưng mình lấy cái tiền là của mình, vàng bạc đá quý hay cái gì đó của người ta để lại, mình đem cái phần đó mình làm phúc, mình giúp cho, mình làm từ thiện, giúp cho những người nghèo, mình làm nhà tình nghĩa, giúp cho những cái hội này hội kia, để mà mình giúp cho xây chùa, xây viện, xây trường học, mình làm những việc phúc đức phúc thiện, đem công đức hồi hướng cho người thân của mình, thì Kinh Địa Tạng chỉ dạy rằng cái người mất đó hướng được một phần công đức, còn lại thì 6 phần công đức là ở nơi mình, người làm nó mới là hướng chính. Nhân quả rất là rõ ràng, Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng, không có mê tín đó. Nhiều người không có nắm được cái điểm này, cứ lên án là cầu siêu, cầu an rồi lên án nhiều lắm, mà thực chất tu tập là phải. Bây giờ có một cái vị thầy nào, vực hòa thượng nào khi tu tập thì dụng tâm như thế nào, cũng phải là khởi một cái tâm địa tốt lành,
trước mắt là cho bản thân mình, hồi hướng công đức cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của người thất tổ, trải cái lòng từ bi ra cho đến muôn loài, những người xung quanh, những người gần của mình, người anh của mình, người em của mình, người cha của mình, người mẹ của mình, và đến tất cả. Thì cái phương pháp đó là phương pháp cầu nguyện. Và thời xưa Đức Phật chư Phật chư Đại Bồ Tát đều đã có làm hết, chứ không phải là mê tín. Nhiều người không biết cái điểm này, cứ nói chùa, cứ cầu an, cầu siêu, làm này làm kia, nhưng mà mình chạy theo quá thì mình trở thành mê tín. Mình hiểu đúng lời Phật dạy, mình làm tất cả theo kinh điển, theo giáo lý, lời Phật dạy rõ ràng thì đầy đủ phúc đức tốt, chứ không phải mê tín gì hết. Thì cái hành nguyện thứ tư, thì trong cái đời lúc bấy giờ, thì cái tiền thân thứ tư ở đây á, của Bồ Tát Địa Tạng là lúc bây giờ sinh trong một cái người con gái tên là thiếu nữ tên là Quang Mục, nhưng mà cúng dường cho một vị A La Hán. Cho nên là khi mà cúng dường xong thì A La Hán mới hỏi ngài mua ngài nữ có ước mong gì không, có cầu mong cái gì không, có câu hỏi gì không. Thì Quang Mục mới thưa rằng: bạch đức ngài, mẹ con còn sống thì tạo rất là nhiều cái điều ác như thế, thì không biết mẹ con sinh vào cái cảnh giới nào. Cho nên cái vị La Hán đó thì mới dùng cái năng lực của mình thần thông mà nhập định quán sát, giống như là Đức Phật, giống như chư vị Bồ Tát, thì thấy giống một ngày một Kiền Liên, thì nhìn thấy bà mẹ của ông Mục bị đọa trong cái cảnh giới hết sức là khổ đau. Thì hỏi mình trước tiền thân mẹ của con làm cái gì mà bị cái nghiệp như thế. Thì Quang Mục mới thưa rằng là ngày còn sống thì thân mẫu của con cứ thích ăn các loại cá con và trận con, hoặc là chiên, hoặc xào, hoặc nấu. Mỗi lần đi chợ là mua hàng rổ gì, cá nó còn sống là nó còn nhấy rồi, vậy là cũng bỏ trong chảo dầu rang, là chiên, là nướng, là nấu. Mà mua các loại cá lóc, cá trê, cá này, cá gì, mỗi lần ăn là hầm cháo, rồi nấu này kia, là đập đầu cá, nấu nướng làm vậy mà ăn mà không có biết tội, không tin nhân quả, không tội phúc, ăn một cách vô tội bạc. Đến cuối đời bắt đầu nó sanh bệnh, sanh đồ rồi chết. Thì chết phải bị đọa trong cảnh giới đó. Thì là hắn cái vị đó mới nói rằng: bây giờ thì ngài thiếu nữ Quang Mục với bảo con làm sao mà được con cứu. Thì La Hán mới nói rằng là bây giờ nên niệm danh hiệu của Đức Liên Hoa Mục Như Lai, Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, mà đối với tượng của ngài mà làm điều phúc đức, làm điều phúc thiện, hồi hướng công đức cha mẹ. Cho nên là khi bắt đầu, khi mà thánh nữ gọi là Quang Mục đó, nương cái sức oai thần của Đức Liên Hoa Mục Như Lai mà đi vào trong cảnh giới của địa ngục, đi đến những cái đó, thấy một cái quỷ vương tên là Vua Độc mới hiện ra, mới hỏi rằng: đây là khi mà thấy cái đầu trâu mặt ngựa nó hiện ra như thế, thì thánh nữ cái vị thiếu nữ tên là Quang Mục mới thưa rằng: bạch ngài, đây là nơi nào? Thì cái vị quỷ vương Vua Độc đúng nói rằng: đây là cái từng biển thứ nhất của núi Tây, phía Tây núi Đại Chức Viên. Thì thánh nữ mới hỏi rằng: tôi nghe nó trong rằng là ở trong núi Chức Viên nó có địa ngục, cái việc ấy có thật như thế không? Thì quỷ vương Vua Độc mới nói rằng: thật có địa ngục, đây chỉ là một trong những cái từng biển, thấy những cái chúng sanh bị lặn hụp nó, hoặc là tấm quát đầu nước biển sôi sùng sục như thế nào, chúng sanh ôm cột đồng như thế nào, đánh đọ hành hạ khủng khiếp. Các Phật tử mà thọ trì kinh Địa Tạng chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên rồi thì bây giờ thánh nữ mới hỏi rằng: cũng không biết mẹ tôi mất thì bây giờ đã sanh vào chốn nào, rồi hỏi mẹ của thánh nữ tên là gì, rồi hỏi mẹ của tôi tên cha của tôi là dòng dõi Bà La Môn tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ của tôi là dòng dõi Bà La Môn tên là Mạc Đế Lợi. Thì khi mà ông tra là ông tìm lại, tôi nói là nghe nói thì cái hai cái này đã thác sinh rồi, đã sinh, đã tái sinh rồi, không còn, đã thoát sinh, sinh lại cái cõi nhân gian rồi, chứ không có còn sinh trong cái cõi người nữa. Này, nghe nói là nhờ con gái của bà tạo nhiều điều phước thiện, đem công đức hồi hướng, cho nên bà được tái sinh làm người. Nhưng mà bà sinh làm người thì sinh trong cái dòng hạ tiện, sinh ngay cả làm đứa con gái của một, làm đứa con của một đứa con gái nô tỳ ở trong của cái nhà của Quang Mục. Rồi sinh ra đó, thì đứa bé mới sinh ra trong 3 ngày đã biết nói, biết cười, mà nói là tôi là mẹ của người từ khi chết là đọa trong cái cảnh giới tối tăm hết sức là cực khổ, và trong năm 13 tuổi đây là sẽ mãn thân người, chắc chắn bị đọa trong những cảnh giới khổ đau, phải chịu khổ cực nữa. Người có phương trước gì để làm cho tôi thoát khổ không?
Quan Mục nghe nói mới khóc thương, mới thì đã là mẹ tổ của tôi phải tự biết cái tội nghiệp của mình đã tạo ra. Cho nên là sau đó Ngài mới thưa với Đức Quan Mục Như Lai, vì mẹ mà tôi phát nguyện làm điều phước thiện hồi hướng hết rồi, mà vì mẹ mà tôi phát nguyện rằng từ nay trở về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, thì tự thân tôi mới thành bậc chánh giác. Hình Quan Mục, thiếu nữ Quan Mục đó phát nguyện một cái động nguyện, đại nguyện vô cùng lớn như vậy. Nên với cái nguyện hồi hướng công đức thì mẹ của Ngài là được thoát sanh. Thì sau đó Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai là mới thọ ký, mới bảo rằng nhờ cái công đức mà tu tập mà phát nguyện làm vô cùng lớn cùng tận của một vị Bồ Tát siêu việt như vậy. Cho nên đó, là mẹ của bà, mẹ của con thì đã được sinh lên cái cảnh giới mãn 13 tuổi sẽ tái sanh sinh ở trong cái cõi người làm một cái vị phạm chí. Phạm chí là một cái người mà phạm hạnh, tu tập có phúc đức, giống như sinh làm giáo viên, sinh làm bác sĩ vậy, là phạm chí, là người phạm hạnh, có phúc đức, sống đến cả trăm tuổi chứ không phải là yếu mạng nữa. Nương, tại vì cái vị đó là nương nhờ công đức ăn năn hối hận, ăn năn là đó, rồi nương vào cái công đức mà tu tập của con thì mới được như thế. Còn công đức mà tu tập của một đức của con mà phát nguyện siêu việt như thế thì là của một vực vị đại hạnh đại nguyện của vật của Đức Bồ Tát rồi, không có gì có thể so sánh bằng. Thì đó là trong cái kinh Địa Tạng chúng ta thấy ít nhất là bốn cái tiền thân, bốn cái hành nguyện siêu việt của Đức Địa Tạng Bồ Tát đã phát ra trong quá trình mà tu tập chánh đẳng chánh giác. Còn khi mà các Phật tử mà thọ trì kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy đủ thứ trong đó, hành nguyện Ngài siêu việt, Ngài chỉ dạy rất là nhiều. Các Phật tử mà muốn tìm hiểu thêm về cái hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chẳng hạn như Địa Tạng Vương Bồ Tát mà ở đất nước nghìn năm tiếp phủ của đất nước Tây Tạng thì như thế nào, thì mình phải tìm hiểu trong những cái mạng Đà La hành nguyện của Ngài cứu độ chúng sanh như thế nào, hay là tìm hiểu về cái hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương của đất nước Ấn Độ và ngày xưa trong những bản kinh và trong những ký thánh tích đất nước Ấn Độ, chẳng hạn như những cái động Asanta Ellora hiện tại như thế nào thì cũng có mô tả rất là cụ thể. Hay là chúng ta tìm hiểu về đất nước Trung Quốc có bốn cái danh thắng hết sức là nổi tiếng, gọi là Tứ Đại Danh Sơn. Tứ Đại Danh Sơn là bốn ngọn núi hết sức là thiêng liêng của đất nước Trung Quốc. Đất nước Trung Quốc đẹp lắm, rất là đẹp. Không phải nói trên thế giới này gần như là không mình nói một cách hơi quá chứ, các cái cảnh đẹp ở trên của nhân gian này không có quốc gia nào qua Trung Quốc đâu. Rất là đẹp. Đường xá của họ bây giờ cũng rất là đẹp. Có nhiều người họ ghét Trung Quốc, họ nói này nói kia, nhưng mà khi mà nghiên cứu, bản thân quý thầy cũng đã đi đến đất nước Trung Quốc, đi đến các cái phố Đà Sơn, được gọi là Hải Thiên Phật Quốc, nơi trú xứ của Bồ Tát Quan Thế Âm, đẹp cực kỳ. Hay là đi qua Cửu Hoa Sơn. Những cái người nào mà xem phim bộ là nghe Cửu Hoa Sơn, Hoa Sơn Sơn Luận Kiếm, hay là Cửu Hoa Sơn là thấy cái ngọn núi hết sức là nổi tiếng của đất nước Trung Quốc, là nơi đó thế kỷ thứ tư từng là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát tu tập. Và cái ngọn núi này trở thành cái ngọn núi hết sức thiêng liêng. Ngày nay mà ai đến với cái ngọn núi này mà thăm, là hiện ở dưới trong núi có một cái tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát xây rất là to cao, được xem là cái tượng Địa Tạng lớn nhất trên thế giới, cao mấy chục mét trời cao, ngay dưới chân núi Cửu Hoa Sơn, núi Cửu Hoa. Thì cái sở dĩ tại sao cái nơi này là gọi là núi Cửu Hoa, làm trở thành một thánh địa, tại vì là nơi đây được gọi là cái nơi trú xứ tu tập của Bồ Tát Địa Tạng Vương vào thế kỷ thứ 6 của triều đại nhà Đường, lúc bây giờ ở tại đất nước Tân La. Trong cái lịch sử mà của Hàn Quốc có kể cái câu chuyện, kể về cái tiền thông và tu tập. Quý thầy đọc sơ cho các Phật tử chúng ta có thể theo dõi biết một chút về cái nơi mà trú xứ tu tập, cái hành nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát được tu tập nơi đây. Lịch sử của Hàn Quốc, đây là lịch sử của Hàn Quốc trong cái Phật sử Phật giáo của Hàn Quốc,
xứ sở của Kim Chi, ghi nhận rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có tên thế danh là Kim Kiều Giác, sinh vào thế kỷ thứ 7 năm 696 của Tây Lịch, tại nước Tân La, hiện nay là Hán Thành thuộc Hàn Quốc. Ngài vốn là một hoàng tử sống trong lầu son nhung lụa ở cung vàng địa ngọc, nhưng tính tình của Ngài là thích đạm bạc, không bị ảnh hưởng bởi nếp sống vương giả phong lưu đại cát, mà chỉ chăm lo học hỏi, ham học sách, đọc sách thánh hiền. Đức tướng thì trang nghiêm, lòng từ bi thì thuần hậu của Ngài, ít có người nào có thở mà sánh kịp. Vào năm vĩnh huy của đời nhà Đường Cao Tông, sau khi mà Ngài đã tham khảo học hết các cái cuốn sách về tam giáo, về cửu lưu, về bách gia chư tử và các cái loại sách của thế gian, thì Ngài bỗng chợt nhận ra rằng so với lục kinh của Nho gia, đạo thuật của Tiên gia, thì lý đệ nhất nghĩa đế của nhà Phật là thù thắng hơn hết, rất hợp với chí nguyện của ta. Nghĩa là sau khi mà Ngài còn từ còn thế còn nhỏ, là Ngài con là một thái tử rồi, nghiên cứu tất cả các loại kinh sách, các cái loại là triết gia triết học. Nhưng mà khi nghiên cứu hết thì mới chợt cho nhận rằng tất cả những cái kinh sách, những triết học triết lý đó, thì không có cái kinh sách nào mà bằng cái đệ nhất nghĩa đế của nhà Phật, là đạt được giác ngộ, giải thoát cứu độ chúng sanh. Cho nên từ đó Ngài phát tâm là xuất gia. Ngài là vốn là một thái tử tên là Kim Kiều Giác, sinh ở tại nước Hàn Quốc vào thế kỷ thứ 7 của triều đại nhà Đường. Cho nên Ngài sau đó thì Ngài lập chí xuất gia vào năm 24 tuổi. Sau khi xuất gia thì Ngài ưa đến những chỗ vắng vẻ để tu tập tham thiền nhập định. Nhân đây bạn nghĩ đến cái việc hành cước, Ngài phát nguyện rằng sẽ tìm một nơi thật thanh vắng để tĩnh tu. Ngài chuẩn bị thiền bè, đem theo một ít hành trang và lương thực, đồng thời dắt theo một con bạch khuyển. Bạch khuyển tức là con chó trắng. Tên của con chó bạch khuyển tên là Thiện Thính. Và con chó này đã theo của Ngài thì từ cái lúc Ngài đi xuất gia, thì cái con chó này hết sức trung thành đi theo Ngài, phục vụ cho Ngài. Rồi Ngài một mình tự lái thuyền rời bến Nhân Xuyên, Incheon. Bến Nhân Xuyên tức là dịch từ chữ Incheon, trương buồm ra khơi, tùy theo hướng gió mà đi. Sau nhiều ngày lên đên trên biển, đến cửa sông Dương Tử. Sông Dương Tử là một trong những dòng sông lớn nhất trên thế giới. Trường Giang, Dương Tử đó, Trường Giang là sông dài. Trên thế giới này có liệt kê những cái con sông mà dài nhất, lớn nhất Ấn Độ, thì trong đó có dòng sông Trường Giang, Dương Tử là những con sông lớn nhất. Sông Hằng cũng không lớn bằng sông Trường Giang, không dài không lớn bằng sông Trường Giang, Dương Tử. Mà những cái con sông Mekong cũng không có bằng Trường Giang, Dương Tử. Trường Giang, Dương Tử là con sông rất là lớn, xếp hàng thứ hai, thứ ba trên thế giới, không phải bình thường. Con sông mà lớn nhất trên thế giới phải gọi là dòng sông Amazon, hay là những cái dòng sông Nile của Ai Cập, rồi bước đó mới tới những Trường Giang, Dương Tử, Hoàng Hà của đất nước Trung Quốc. Nó chảy đó, như Hoàng Hà là nó chảy qua đất nước Việt Nam mình, qua đó dòng sông Hồng đó, cuối đoạn nó chảy qua sông Hồng của ở ngoài mà phía Bắc, Trường Giang, Dương Tử, rồi mới tới sông Hoàng Hà đó. Con sông nó rất lớn, nó chảy qua nhiều nước. Và trong khi đó thì nó chảy qua có cái nước Hàn Quốc nữa. Cho nên chính vì vậy mà khi đã thấy từ Kim Kiều Giác mới đi từ cái dòng sông đó, mới vượt cái dòng sông đi theo. Thì Ngài mới chuẩn bị thuyền bè, Ngài đi trên cái dòng sông Dương Tử một mình tự lái thuyền đến từ cái bến Nhân Xuyên là Incheon ở Hàn Quốc, trương buồm ra khơi, tùy theo hướng gió mà đi. Sau nhiều ngày lên đên trên biển, tại vì cái dòng sông Dương Tử rất là lớn, như biển cả mênh mông cho gọi là đi trên biển, thì đến một cái cửa sông nó tên là Dương Tử. Thuyền bị mắc cạn trên bãi cát, bắt đầu từ những cái biển ở bên Hàn Quốc để mà đi tới, nó cập từ những thuyền đó. Lúc bây giờ nó tới chỗ cái cửa sông của dòng sông Dương Tử đó, thì cái thuyền bị mắc cạn lại. Thuyền bị mắc cạn trên bãi cát cho nên không đi được nữa. Ngài bèn bỏ thuyền mà đi bộ lên bờ. Thì Ngài tiếp tục cuộc hành trình. Sau nhiều ngày lang thang, Ngài đến cái chân núi Cửu Hoa, là núi Cửu Tử. Cửu Hoa là Cửu Hoa Sơn ở huyện Thanh Dương, núi Cửu Hoa ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy ngày nay.
các Phật tử nào mà ai có cái dịp mà phát tâm mà đi chiêm bái, đi qua đi mà đi đi du lịch tâm linh đó, đi qua cái núi Cửu Hoa này rất là hay, đẹp, cảnh sắc đẹp tuyệt vời ở bên đó, và nơi được gọi là trú xứ, cái nơi là thánh địa tu tập của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì khi ngài đi đến cái núi trong núi Cửu Tử Cửu Hoa thuộc huyện Thanh Dương tỉnh An Huy ngày nay, thấy phong cảnh nơi đây hùng vĩ, sơn xuyên tú lệ, ngài bèn quyết định ở lại. Ngài đi dọc theo triền núi ở phía trên cao để mà nhìn xuống, để khảo sát nơi tu tập. Thì ngài mới phát hiện ra khoảng giữa của các cái ngọn núi đó, Cửu Hoa Sơn là ở cái ngọn núi nó có 9 cái ngọn nó cao lên ở trên trời xa, nó giống 9 cái bông hoa sen 9 cánh, gọi là Cửu Hoa Sơn. Ngọn núi này rất là nổi tiếng, mà sau này kiếm dịp truyện mà kiếm hiệp của Kim Dung, ông cũng viết đề cập tới rất là nhiều những cái trong cái tình tiết về cái ngọn núi này, nổi tiếng trên thế giới, không những là ở trong Trung Quốc. Cho nên Cửu Hoa Sơn nó giống như có trên ở cái đỉnh núi, nó mênh mông trên nó có 9 cái chóp trên nó, giống như là 9 cái bông sen nó vươn lên trên trời cao, gọi là Cửu Hoa Sơn. Thì ngài mới phát hiện ra giữa cái chính ngọn núi đó, cái Cửu Hoa Sơn, thì nó có một cái khoảng đất của ngọn núi đó là một cái vùng đất bằng phẳng, cảnh trí thì hết sức vô cùng nên thơ và tịch mịch. Ngài bèn trèo lên một cái mỏm đá bên cạnh một dòng suối và thông dong tự tại ở đó tu tập mà 5 tháng ngồi tĩnh tọa tu tập. Một hôm trong cái lúc ngài đang tĩnh tọa ngồi thiền, bỗng có một con rắn độc nó đến cắn vào đùi. Nhưng lúc bây giờ ngài vẫn an nhiên bất động. Giây lát sau, có một người đàn bà tuyệt đẹp từ trên vách núi bay xuống đến bên, cúi đầu lại đưa thuốc cho ngài và nói rằng: đứa bé trong nhà rắn mắt xúc phạm tôn nhang, thiếp xin tạo một con suối mới để đền đáp lỗi lầm của cháu nhỏ. Ngài đang ngồi thiền, lúc bây giờ tự nhiên có con rắn nó nghịch, nó cắn vào trong cái đùi của ngài. Ngài cũng là một bậc thánh rồi. Thì là cái con rắn này được xem là trong cái những ngọn núi này được gọi là ngày xưa, những cái truyền thuyết ngày xưa gọi là thanh xà, bạch xà, những con rắn thiên tu tập mà thành tinh, mà vốn là tu tập tốt, nên mới hiện ra, mới biết là đó là con của bà phạm vào, cắn vào cho ngài, nên mới đưa cái thuốc giải độc cho ngài, và mới thưa rằng cái đứa bé trong nhà nó là lỗi lầm, xin ngài để mà tạ lỗi với ngài, xin ngài bỏ qua cho, và để đền đáp công ơn xin chuộc lỗi với ngài. Thì bà hiện ra một cái dòng suối tên là dòng suối Cửu Tuyền, mà bây giờ ai đi đến cái ngọn núi đó thì không được, vì cái ngọn núi hết sức, cái suối đó hết sức là thiêng liêng, mà trở thành cái đạo tràng tu tập, về sau mà lập chùa lập chiền tu tập ở nơi đây rất là nhiều. Cho nên đưa thuốc cho ngài và thưa rằng đứa bé trong nhà rắn mắt xúc phạm tôn nhang, thiếp xin tạo một dòng suối mới để đền đáp lỗi lầm của cháu nhỏ. Nói xong là biến mất. Chưa đầy một lát sau, trong vách núi phục ra một dòng suối cuồn cuộn chảy. Từ đó ngài không còn phải lao nhọc đi xa gánh nước về nữa. Đây là một cái dòng suối được gọi là Long Nữ Tuyền. Tuyền là dòng suối, Huỳnh Tuyền là suối vàng. Huỳnh Tuyền, Huỳnh tức là vàng, Tuyền là suối, Huỳnh Tuyền được là suối vàng. Còn đây, còn cái này, cái dòng suối này là Long Nữ Tuyền. Cái suối này suối Long Nữ, và trong Long Nữ là một trong những cái danh từ trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, trong các bản kinh cũng đề cập rất là nhiều hành nguyện để mà tu tập tiểu Long Nữ. Những cái trong những cái hành nguyện ở trong Phật giáo đề cập rất nhiều, nhất là bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh đó. Và đây là một cái dòng suối Long Nữ Tiền rất là nổi danh ở núi Cửu Hoa mà ngày nay cũng vẫn còn. Tương truyền thì ở dưới chân núi có một vị trưởng giả tên là Mẫn Công, còn gọi là Văn Cát Lão Nhân, là người thích bố thí cúng dường chư tăng. Ông thường tổ chức cúng dường trai tăng hàng trăm vị. Thế nhưng mà mỗi lần như thế đều thiếu một vị tăng. Vì vậy mà mỗi lần tổ chức, ông đều tự thân lên núi thỉnh ngài xuống. Tại lúc bây giờ mà ngài là một người tu tập ở trên núi đó, ít ai biết lắm. Thì ông Mẫn Công là cái người, ông là giống như ông quan ở vùng đó, ông rất là tốt. Mà ông có tâm cúng dường, thường mỗi năm đều thiết trai cúng dường chư tăng. Mà cái thời vùng sao vùng xa đó mà ông có ước mong là thỉnh có một đủ 100 vị tăng, mà lúc nào cũng thiếu ấy. Nên cứ mỗi lần, cứ mỗi năm là ông phải lên thỉnh ngài cho đủ số. Vì vậy mà mỗi lần tổ chức trai tăng, ông đều tự thân lên núi mời ngài, nếu không thì công đức cúng dường không được viên mãn.
Không bao lâu sau, vì muốn mở rộng đạo trường quảng độ chúng sanh mà ngài Địa Tạng bèn đến xin Mẫn Công Văn Các lão nhân được cúng dường một mảnh đất. Mẫn Công nói: tùy ngài muốn lấy bao nhiêu, con xin cúng bấy nhiêu. Thời xưa lắc đác đất cát mênh mông, Mẫn Công là một cái vị quan, một vị trưởng giả hết sức là giàu có, nhưng nó sở hữu những cái vùng đồi núi mênh mông đó. Cho nên đó là khi mà mọi người họ về tu tập nhiều mà không có cái nơi ở này kia, thì cái ngài lúc bây giờ là cái vị tăng mà tiền thân ngài Địa Tạng ở đó mới nói là mới xin ngài xin cho một cái mảnh đất để mà ngài chính thức ngài thành lập cái chùa, cái am để mà cho mọi người họ về tu tập, tránh mưa tránh nắng tránh gió tránh rét, tránh mà nơi đó là sương khói tuyết phủ gần như mấy cái đỉnh núi cao tuyết phủ quanh năm, cái núi cửu hòa sơn. Cho nên là cái Mẫn Công nói đất đai này mênh mông, ngài muốn lấy bao nhiêu mà lấy. Thì ngài Địa Tạng tiền thân của ngài nói rằng là tôi chỉ xin một cái mảnh nó nhỏ như cái áo cà sa thôi, cái tấm nó bằng áo cà sa. Tôi chỉ vắt cái áo cà sa tôi lên trên cây ở trên không trung đó, mà cái bóng của cái chiếc áo cà sa nó phủ xuống được bao nhiêu đó, thì tôi xin ngài, cái bóng nó tới đâu thì xin ngài cho cái đất ở nơi đó tôi lập đạo tràng để tu tập. Ngài Mẫn Công mới nói rằng ô, ngài muốn lấy bao nhiêu thì lấy, cái đất này mênh mông ai làm gì được. Thì ngài mới tung cái chiếc y của ngài tu lên, thì tự nhiên y cái bóng của chiếc y trùm hết cả ngọn núi Cửu Hòa. Mẫn Công thấy như thấy hết hồn, lạy xuống biết ngài là thánh nhân, liền dâng hiến, mới bắt đầu mới cúng dường, cúng đất, cúng tiền rồi tất cả cho người xây dựng cái đạo tràng tu tập. Mà từ đó mà bắt đầu là ngài Địa Tạng là nghe thế mới tung cái tấm cà sa lên không trung, và tấm cà sa tỏ rộng bao trùm toàn bộ núi Cửu Hòa. Mẫn Công thấy thế bèn vô cùng hoan hỷ, đem toàn bộ núi Cửu Hoa cúng dường. Mẫn Công có một người con trai ngưỡng mộ đức hạnh của ngài, bèn đến xuất gia, hiệu là Đạo Minh. Sau đó Mẫn Công vì muốn thuận tiện trong việc nghe pháp, bèn lễ bái Đạo Minh làm thầy. Việc này trở thành một giai thoại nổi tiếng trong chốn thiền môn. Hiện nay trong các chùa Hàn Quốc thường thờ Đức Địa Tạng, phần lớn thì đều có tượng của cha con Văn Các lão nhân. Mẫn Công là một nhà sư trẻ và một ông lão con, mà đứa con mà ông cha mà sao ông lại đứa con làm thầy nữa, nên trở thành một giai thoại nổi tiếng ở trong cái thiền tông, của giai thoại nhà thiền trong cái lịch sử của Phật giáo của Hàn Quốc giống như ở Trung Quốc. Cho nên cái tượng Địa Tạng thì ở bên các cái đất nước Hàn Quốc hay vài ở bên Trung Hoa, thì ở bên hai bên ngài tượng ngài Địa Tạng thì có một bên là có ngài Văn Các, một bên lão nhân là một nhà sư trẻ và ông lão già đó đứng hầu hai bên. Ngài đã lập nguyện rộng lớn thì đến nay trải qua trăm nghìn năm muôn vô số kiếp mà vẫn còn làm vị Bồ Tát để mà cứu độ chúng sanh. Và sau đó thì trong cái triều đại của nhà Đường đó, thì ngài Địa Tạng thì ngài nhập Niết Bàn, ngài viên tịch vào ngày 30 tháng 7 trong triều đại cái năm các trở vào thế kỷ thứ 7 của triều đại nhà Đường đó. Thì cho nên chính vì vậy mà sau người ta biết là ngài là tức là hiện thân là hóa thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên cái nơi đó trở thành một ngọn núi hết sức thiêng liêng, mà từ ngày xưa cách đây cũng là 13 thế kỷ rồi. Thế kỷ thứ 7 nhà Đường, bây giờ tới thế kỷ 21, đứa bước vào gần 14 thế kỷ mà cái nơi đó trở thành cái đạo tràng thanh tịnh và trang nghiêm nổi tiếng du lịch về tâm linh, về nơi tu tập ở nơi đó nổi tiếng trong Phật giáo mà nổi tiếng cả thế giới và trong vấn đề mà du lịch tâm linh. Mà cho nên mọi người, nhiều người họ phát nguyện lạy từ trong núi Hà Lạy lên, giống như có nhiều người họ phát nguyện lạy từ cái chân của đỉnh núi Linh Thú là nơi Đức Phật tu tập, lạy lên tới đỉnh núi Linh Thú. Ngày xưa thì có những đỉnh núi đó họ phát nguyện là lạy từ chân núi lạy lên cái trú xứ của Bồ Tát Địa Tạng Vương và tu tập, giống như Yên Tử của mình cũng có nhiều thầy, nhiều Phật tử cũng phát nguyện cũng lạy đi lên để chiêm bái tu tập ở nơi đó. Vì chính vì vậy mà cái ngọn núi Cửu Hoa Sơn trở thành một cái đỉnh núi hết sức thiêng liêng từ thời đó ở trong Phật giáo, cũng giống như trong cái cuộc sống của chúng sanh của thế giới bây giờ. Thế bây giờ cũng đã là 9 giờ rồi. Hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì rất là nhiều, quý thầy cũng chỉ giới thiệu một chút như vậy để cho các Phật tử chúng ta biết mỗi khi chúng ta về chùa. Khi đó có thời gian tìm hiểu thêm thì các Phật tử cứ đọc thẳng vào trong cái bộ kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nghiệm Công Đức Tôn Kinh, ở trong các chùa gần như chùa nào cũng có hết.
À, các Phật tử cứ chịu khó đọc ở trong đó thì mới thấy những công năng tu tập của Bồ Tát Địa Tạng Vương thế nào, Ngài cứu độ chúng sanh trong cảnh giới địa ngục như thế nào, Ngài phát nguyện độ những cái thai nhi súc xả như thế nào. Nên chính vì vậy mà bây giờ các cái ở các cái nghĩa trang, những cái nơi cầu siêu, thậm chí quý thầy cúng kiến lập trai đàn luôn luôn phải có cái tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, hạnh nguyện của Ngài được cứu độ chúng sanh. Trong tháng 7 trở về như vậy, và chính vì vậy cũng vì vậy mà cái ngày lễ vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm, lấy theo cái mà cái tiền thân của Ngài đã tu tập tại núi Cứu Hoa. Và bây giờ Ngài khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi thì cái nhục thân của Ngài vẫn còn ở tại núi Cứu Hoa đó. Ai mà đến Cứu Hoa hay là ai tìm hiểu về cái lịch sử của Cứu Hoa Sơn, tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Hoa, các Phật tử chỉ cần đánh trong Google tìm cái từ khó là tứ đại danh sơn đã ra ngay, thì có cái giới thiệu về cái ngọn núi thiên của đó là gọi là Cửu Hoa Sơn, bốn ngọn núi thiên, Phổ Đà Sơn là trú xứ tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên khi mà trong buổi tối mà thường đánh lễ, mà thường niệm chí tâm đánh lễ Phổ Đà Sơn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngũ Đại Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát, là trong đó có đầy đủ. Trong kinh điển đều cũng có ghi, mà mỗi lần các Phật tử thọ trì hàng đêm mà nghe chư tôn đức mà đánh lễ, chí tâm đánh lễ là có đầy đủ trong đó. Hạnh nguyện tu tập giới thiệu và dòng suối nơi đó mà tìm hiểu có đầy đủ. Còn trong kinh Địa Tạng thì đầy đủ hạnh nguyện, công năng oai lực tu tập của Bồ Tát này, lợi ích trong cuộc sống, lợi ích cả kẻ còn người mất như thế nào, lợi ích cho những đỡ mà siêu độ vong linh thế nào, kinh Địa Tạng có đầy đủ hết. À, lợi ích trong những cái phúc lâm chung như thế nào, nên làm cái gì, người mà nữ mà khi mà sinh ra thì phần nhiều á, thì thay vì sinh ra được con rồi thì đúng ra thì tạ công ơn của thổ thần thổ địa bảo vệ cho mình, đằng này không biết mà giết bò giết heo làm cá làm đồ chiên đồ này kia đã tạo thêm tội lỗi, thì kinh Địa Tạng ghi đầy đủ trong đó phải làm thế nào có lợi ích cho kẻ còn người mất, lợi ích cho siêu việc vong nhân như thế nào, thậm chí những cái người mà qua sông qua biển chìm thuyền chìm đò, mà nếu mà trước khi đi, nên hạnh nguyện của Đức Quan Bồ Tát là thọ khắp mọi nơi trên thế giới là vậy, nhất là những người thương gia lái buôn, người mà đi làm xa rồi, kinh Địa Tạng ghi rõ ràng về trong đời sau này, khi hoặc là có những cái chúng sanh đi vào trong cái rừng hiểm nạn, hoặc là đi qua sông qua đò, hoặc gặp những cái đoạn đường trắc trở rắn độc thuốc độc thú dữ hừng hừng beo đủ thứ cái tai nạn, mà trước khi mà cái chuyến đi biết chắc rằng nó sẽ không qua khỏi, rất là nguy hiểm, trước khi đi mình nên niệm một muôn biến của danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát, thì đi đến nơi nào thì cũng được các quý thần hộ vệ, đi đến được bình an mà được thành công tốt đẹp, cứu độ vong nhân, cứu độ chúng sanh, giúp cho những trẻ em như thế nào. Cho nên kinh Địa Tạng Bồ Tát ghi đầy đủ hết ở trong đó, mà đặc biệt là đất nước Nhật Bản. Các Phật tử nào mà tìm hiểu về cái Đức Địa Tạng Bồ Tát trong cái văn hóa Nhật Bản thì rất là hay. Hình ảnh của Ngài là cứu độ. Hiện nay mà những cái vấn đề mà độ mà trẻ tai nạn mà súc sáo, tảo thương, phá thai nữa, cầu siêu cho các cái vị đó thì thường luôn luôn làm hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát bằng một em bé. Hình tượng, có một điều là các Phật tử sau này tìm hiểu nữa thì cái hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát với Ngài Mục Kiền Liên hình tạng rất là giống nhau. Trong các Đức Bồ Tát thì thông thường Ngài nào cũng đỡ tóc hình tướng rất dài, nhưng mà chỉ có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là hình ảnh rất là trang nghiêm của một vị tăng tu tập để đi vào cảnh giới địa ngục được cứu độ chúng sanh. Thì cái thời hạn cho phép của trong cái buổi tối hôm nay thì trong sinh hoạt thì chúng ta chỉ có 1 tiếng rưỡi, bây giờ thì chúng ta đã đúng 1 tiếng rưỡi rồi. Thì thời hạn còn lại thì tìm hiểu về hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì các Phật tử chúng ta cố gắng về tìm hiểu thêm. Rất là nhiều công hạnh của Ngài là vô lượng vô biên. Nên chính vì vậy mà khi chúng ta đi về chùa, thấy được hình tượng của Ngài, ít nhất chúng ta cũng biết được một chút đảnh lễ của Ngài. Đức Phật dạy là tu không học là tu mù vậy đó. Học là không tu là đại đường sách. Nên mình thờ tượng, mình đi đến nơi đó thì mình biết được một chút ít, đó là mình lạy Phật, lạy hạnh nguyện của Ngài, mình tu tập. Thì cái công đức của mình nó sẽ được tăng trưởng. Nếu mình không biết đó, thì nó cũng thiếu sót cho mình. Thì trong cái thời pháp thoại hôm nay chia sẻ cùng với quý Phật tử thì chúng ta tìm hiểu về cái hạnh nguyện công hạnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Bây giờ thời hạn cũng hết. Nếu các Phật tử nào có ai thắc mắc gì, chúng ta có thể hỏi dành 5-7 phút gì đó thì để trao đổi một chút, chúng ta hồi hướng công đức. Kính xin quý công đức cho các Phật tử luôn luôn được hoan hỷ an lạc, A Di Đà Phật. Với sự hoan hỷ của Đại Đức Giảng Sư cho phép các Phật tử, những ai có câu hỏi thắc mắc, xin nêu lên cái thắc mắc của mình. Một Phật. Một Phật, trong buổi pháp hội về hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng tới hôm nay, các Phật tử đã ít nhiều hiểu thêm về công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là ở nơi xứ sở Phật giáo, cái nôi của Đạo Phật tại Ấn Độ, cũng đã có hình tượng của Đức Phật và được phổ biến nhất là ở bên Trung Hoa, Việt Nam. Thì các Phật tử cũng đã hiểu thêm một phần công hạnh của Ngài Địa Tạng. Xin thành kính tri ân Đại Đức Quả Phước đã đem đến cho hội chúng một bài pháp thoại rất ý nghĩa và sâu sắc. Giờ này xin kính thỉnh Đại Đức và đại chúng khởi niệm hồi hướng. Một Phật. Phật na đem công đức này về khắp tăng ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chư tôn đức kính mời các Phật tử nở một nụ cười tươi, chắp tay trang nghiêm cung thỉnh Đại Đức Quảng Phước về hậu lưu dùng nước.